Xin chào thầy và các bạn, em tên là Hà Thị Yến Thi, em đến từ lớp IA 34. Hôm nay em xin trình bày chủ đề về tự chủ bình miễn công, con dao mấy lưỡi. Tự chủ bệnh viện công đã có 4 bệnh viện, thí điểm thuộc Bộ Y tế đó là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ca, Bệnh viện Việt Đức và Chợ Rẫy. Nhưng đến tháng 7 2021, Bệnh viện Việt Đức và Chợ Rẫy trình ý kiến xin rút thực hiện tự chủ toàn diện. Đến tháng 8 2022, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đề xuất dừng thí điểm tự chủ vì gặp nhiều khó khăn và bất cập. Tự chủ bệnh viện công là gì? Tức là bệnh viện được tự quyết các vấn đề liên quan về lãnh đạo, nhân sự, dịch vụ, giá khám chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị y tế. Một số kết quả đã đạt được như tự chủ về tài chính, nguồn thu tài chính của bệnh viện tăng lên, các đơn vị tự động hơn trong việc sử dụng các nguồn tài chính, tăng cường huy động vốn và mở rộng đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị. Tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đa số các bệnh viện sẽ mở ra các loại hình dịch vụ mới để phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Và tự chủ về vấn đề y đức trong bệnh viện, loại trừ được các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà và thái độ vô cảm đối với người bệnh. Nhìn chung, cơ chế tự chủ giúp các bệnh viện chủ động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển các trung tâm kỹ thuật cao trong điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, còn có những bất cập, khó khăn và tác động không mong muốn đã xảy ra trên hầu hết các bệnh viện. Đó là thứ nhất, quá trình tự chủ diễn ra thiếu nhất quán và thiếu định hướng, thiếu các điều kiện đảm bảo và các hình thức tự chủ thích hợp. Thứ hai, tổ chức quản lý cán bộ, nhân lực bộ máy, việc giao quyền về quản lý điều hành bộ máy và nhân lực nếu không được kiểm soát dẫn đến một số nguy cơ như lạm dụng quyền trong việc tiếp nhận và sa thải cán bộ, sự chênh lệch về thu nhập giữa các đơn vị, các bệnh viện môi trường dẫn tới sự dịch chuyển của các bác sĩ, nhân viên y tế và các cán bộ giỏi từ miền núi chạy về miền xuôi, từ nông thôn chạy về thành thị và từ khu vực nhà nước chuyển sang khu vực tư nhân. Năng lực về quản lý, quản trị bệnh viện hay kiến thức về kinh tế y tế, tài chính y tế của đội ngũ lãnh đạo các đơn vị còn hạn chế. Trong điều kiện kém minh bạch và tính công khai như hiện nay, chất lượng phục vụ bệnh nhân giảm. Đến từ các nguyên nhân như việc tự chủ hoàn toàn về mặt tài chính có thể dẫn đến một loạt các nguy cơ như là tăng sử dụng các xét nghiệm, các trang thiết bị kỹ thuật cao, tăng nhập viện để điều trị nội trú, để tăng thu cho bệnh viện, sử dụng thuốc không hợp lý, kéo dài thời gian điều trị, tăng chi phí điều trị. Và cơ chế này dẫn đến các tình trạng bệnh viện tuyến dưới chuyển những ca khó chữa và ít tạo thu nhập lên tuyến trên và giữ lại những ca dễ chữa, dễ thu phí. Đó chính là một trong những nguyên nhân để gây ra hiện tượng quá tải bệnh viện tuyến trên. Đồng thời đó, khối lượng công việc nhiều, trong khi đó số lượng bác sĩ trên giường bệnh và điều dưỡng trên bác sĩ không đủ so với quy định ở hầu hết các bệnh viện. Thứ tư, chia các hệ thống y tế thành các đơn vị độc lập, không điều phối, không hợp tác. Điều này có thể dẫn tới nguy cơ mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật cao như máy CT scanner, máy MRI hoặc các xét nghiệm tắt tiền tập trung tại các thành phố lớn mà không có sự điều tiết và kiểm soát cũng như định hướng quy hoạch, gây lãng phí nguồn lực đầu tư cho y tế. Thứ năm là về văn bản pháp luật, các văn bản liên quan về tự chủ bệnh viện còn một số bất cập trong triển khai thực hiện, chẳng hạn như luật đầu tư không đề cập về đầu tư đấu thầu thiết bị y tế, thuốc. Hệ thống văn bản pháp luật và các công cụ để quản lý còn chưa hoàn thiện đồng bộ về giám sát hiệu quả hoạt động của bệnh viện khi thực hiện tự chủ. Tự chủ bệnh viện công chính là một xu thế phát triển, tuy nhiên nhìn nhận lại nó cũng là một con dao hai lưỡi đối với những mặt lợi ích đạt được và những khó khăn, những bất cập, tác động không mong muốn gặp phải của rất nhiều bệnh viện khi triển khai. Từ đó chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm, đó là cần xác định một lộ trình thống nhất, hoàn thiện, đồng bộ về cơ chế chính sách, quản lý được các hoạt động cung ứng dịch vụ tài chính và nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt. Phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe ạ.